cơ. Máy đây, cái này không phải dơ này. Ừ, nhưng mà dơ thì... lúc mà mình tập ở trên sân khấu ấy, mình đấy, rắc mà. 12 tiết mục văn nghệ diễn trước giờ lên sóng. 12 tiết mục của trường Sóc Sơn, chúng ta chuẩn bị xong chưa? Quảng bá cho nhà này, vừa chúng ta vừa thể hiện cái tinh thần của con người Sóc Sơn hiếu học, và đặc biệt là những con người thực sự là sẽ cổ vũ hết mình cho nhau mỗi khi mà chúng ta có một sự kiện lớn của huyện, đúng không ạ?
tay bộ thành skin mới rồi. Xe rồi, tất nhiên là quá rồi. Đẹp sao đây? Lấy cho anh cái thứ này. Chỉ còn 4 phút nữa thôi là chương trình sẽ chính thức bắt đầu. Mẹ lên. Hết, bây giờ làm cái gì? Tất cả các bộ sẵn sàng ạ. Các khách quý, nhân dân xung quanh hãy cổ vũ thật là nhiệt tình cho điểm cầu Sóc Sơn của chúng ta và Việt Thành. Còn các bạn học sinh của trường Trung học Sóc Sơn đâu ạ? Hãy vỗ tay, cao và giơ lên hò reo cho tôi xem nào. Quá tuyệt vời, lên đánh trước rồi. Và không chỉ có những tiếng hò reo, những tràng pháo tay, những nụ cười tươi mà tôi mong rằng là những người đang cầm băng rôn là giữ những trọng trách cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ phải căng ra và liên tục đung đưa như thế này để thấy khí thế. Mọi người nhớ không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đung đưa thử một lần nhé, tất cả những ai đang lực lượng chiến sĩ. Trước khi bắt đầu chương trình thì ban tổ chức xin phép được thông báo là tất cả quý vị khách quý, nhân dân cũng như các bạn học sinh, thầy cô giáo có mặt xuống để cho hình ảnh được đẹp. Nhất là các cô giáo ạ. Lực lượng học sinh chúng ta đội mũ thì đội hẳn nhá. Những năm qua, thì em lại có phải luôn học tập, đổi mới và sáng tạo để nắm bắt lấy những cơ hội mà